là thay trái tim cho tôi. Vậy ngài hãy thay trái tim luôn cho tôi đi. Đúng, đây là trái tim của người lương thiện, tốt bụng. Trái tim này ta sẽ thay cho người. Ta hy vọng rằng với trái tim này, người cũng sẽ tốt bụng và lương thiện như người đó. Dạ, đội ơn ngài ạ. Đội ơn ngài ạ. Đây là thân thần, bạn của ta. Nàng hãy chào bạn của ta đi. Ơ kìa, nàng bị sao thế? Này, vợ tôi làm sao thế? Không sao, không sao. Bởi vì vợ chàng chào ta to quá nên ta giật mình. Cứ để vợ chàng như thế để ta đỡ lộ thiên cơ. Hai thằng kia, hai thằng kia. Này, các đệ không nghe thấy sân thần hỏi à? Không nói chuyện với người dương. Thôi chết, sao các đệ của tôi lại không nói chuyện với người dương? Không phải hoàng hốt, bởi vì chúng nó sẽ giúp ta thay trái tim cho ngươi. Nào, ngươi đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng rồi ạ. 1, 2, 3. Thường thay cho những người ở dương gian. Danh và lợi hư ảo hết thôi. Nhưng ta đã chót uống rượu của người dương mất rồi, cho nên ta phải thực hiện lời hứa thôi. Xem nào. Được rồi. Ôi, ra chưa? Hả? Chưa ra. Chưa ra. Mà chuẩn bị ra. Chuẩn bị ra. Thế nào rồi? Ra chưa? Vẫn đang thập thò. Vẫn đang thập thò. Thế nào rồi? Gần ra. Gần ra rồi, gần ra rồi. Ra ra mới chẳng vào vào. Tưởng làm quan, thích ra thì ra, thích vào thì vào. Này. Các người có biết là hai thằng tôi chuẩn bị vào làm ở cái huyện đường này không? Làm sai nha chứ có làm gì. Này. Làm gì mà cứ ầm ầm như cái chợ vỡ đấy hả? Thế các người không biết là các cụ nhà ta vẫn có một câu hả? Quan xa không bằng nha gần, hiểu chưa? À. Ôi, cái chợ vỡ ấy. Ôi. Ra rồi. Dạ, lạy quan à. Này, các ngươi vừa chào ta. Dạ, đúng à. Lạy ta. Vâng à. Vậy là ta đã được làm quan rồi hả? Đúng à. Vậy
thì miễn lễ, miễn lễ, miễn lễ nhá. À. Nhưng mà này, tại sao các ngươi đến đây đông thế hả? Thế thì vui à. Thế thì vào đây, vào hết cả đây. Vào, nhanh, 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 nhanh. Vào, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Vào đi, vào tất cả đây, vào tất cả đây. Chạy lên. Viên Hạng Đường, bộ sở thứ nhất. Vào. Vào đây. Nhanh lên. Quỳ xuống đây. Dạ, con xin dâng quan ạ. Dạ bẩm quan này. Quà, quà, quà. Quà. Vâng, quà. Trả cho người ta. Tại sao lại trả? Không được tham ô của dân. Dạ vâng, tí để con trả. Dạ lệ quan ạ. Chị Tâm. Dạ. Người đến đây định kiện cái gì? Mà này, tại sao lại đưa con đến công đường? Dạ, bẩm quan nhìn thế nào ấy ạ? Nó không phải là con của con đâu ạ. Không phải là con à? Dạ. Thế nó là bố à? Dạ không ạ, nó là bị đơn ấy ạ. Bị đơn à? Vâng ạ. Ngươi định kiện cái gì? Nói đi. Dạ bẩm quan. Quan, có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Cái chỗ đấy thì nhiều thứ lắm. Ý dạ vâng. Thế nhưng ta nhìn rõ nhất ý là cái gì nó phồng phồng, nó phưỡn ra. Có đúng không? Dạ đúng là quan là có con mắt tinh đời ạ. Dạ bẩm quan, con mới có mang ạ. Có mang là... Có chửa đấy. Dạ đúng rồi ạ. À, ta có lời mừng ngươi. Thế ngươi định kiện cái gì? Nói đi. Ôi giời ơi, là giời ơi, vui mừng cái nỗi gì ạ? Bẩm quan, con làm ở Thanh Lâu bao nhiêu năm nay, thế mà có chuyện gì xảy ra đâu ạ? Gần đây, cái bụng con cứ lù lù, lớn dần lên như thế này đây ạ. Vâng ạ. Nhưng ta hỏi ngươi, dạ, tại sao cái bụng của ngươi nó lại lù lù lên là thế nào? Dạ bẩm quan, gần đây, con thấy nó lù lên, con nghĩ mãi, thì ra là tại cái thằng khốn nạn này đấy ạ. Thế mà nó đòi lấy vợ. Con xin quan xử cho nó làm chồng của con ạ. Thằng kia, ngươi tên là gì? Này, nó làm gì đấy? Bẩm quan là nó bị gầm. Gầm? Dạ bẩm quan, thế nhưng mà cái động tác tay của nó thì con hiểu ạ. Con hiểu ạ. Ý nó nói là nó họ củ tên chuối. Họ củ tên họ chuối? Họ củ tên chuối, dạ vâng. Thằng họ củ tên chuối kia, ngươi đã làm gì thị Tâm? Làm gì? Dạ bẩm quan, nó bảo nó không làm gì ạ. Nó không làm gì. Dạ bẩm quan, con chẳng biết nó làm cái gì mà cái bụng con mỗi ngày nó một lớn dần lên như thế này ạ. Thế mà nó lại còn định lấy vợ. Con trăm lạy quan, con nghìn lạy quan. Quan xử cho nó làm chồng của con đi ạ. Con đợi ơn con suốt đời ạ. Con lạy quan à. Này. Dạ. Nom thằng này nó tơ thế, liệu đã đủ lông đủ cánh chưa nhỉ? Đủ chưa? Dạ bẩm quan là nó bẩu là đến nửa đêm canh ba đêm nay ấy, là nó vừa đủ. Nó vừa đủ quan ạ. Vừa đủ ạ. Dạ. Ôi giời. Thị Tâm. À, dạ. Bây giờ ngươi bắt người khác làm chồng ngươi thì rất khó. Vâng ạ. Ngươi có nhân chứng vật chứng gì không? Có không? Quan, có chứ ạ. Dạ con xin dâng lên quan. Quan cứ hỏi nó là sẽ rõ ngay đấy ạ. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Dạ bẩm quan, nó là cái quần cụt ạ. Quần cụt à? Dạ. Bỏ ra chỗ khác còn bám. Dạ đây. Dạ bẩm quan. Mùi lắm. Để dịch ra. Dạ rau mùi lắm. Vâng. Ý gì à? Thằng củ chuối kia, tại sao cái quần cộc của ngươi lại ở nhà thị Tâm là thế nào?
À, úi dồi, khẩu hình nó giống mồm, nó giống con chó. Ý nó nói là nó phơi cái quần cọc này trên bờ rào. Thế nhưng mà một con chó nào đó nó lấy, nó ngoạm, nó tha vào gầm giường nhà Thị Tâm. Dạ không phải đâu ạ. Dạ không phải đâu ạ. Như thế nào? Không phải là thế nào? Nói, không phải là thế nào? À, không phải. Tức là nó nói là cái hôm mà nó đi thanh lâu. Thế là nó ấy, nhưng mà nó thanh toán sòng phẳng rồi ạ. Thanh toán hết rồi. Nó thanh toán hết rồi. À, ý gì? Ta hiểu rồi. Vâng. Cái quần cọc này của ngươi phơi ở hàng rào, bị chó tha vào gầm giường của nhà Thị Tâm. Vâng. Và ngươi đã thanh toán cái quần đùi này rồi đúng không? Dạ bẩm quan, nó bảo là nhà nó nghèo lắm ạ. Nghèo. Nghèo à? Vâng. Nào, nghèo mà ngươi có tiền đến thanh lâu à? Quân đâu? À quên, mới lên quan cho nên chưa có quân. Về. Bạn đâu? Bạn đây. Nóc cổ thằng kia đánh bỏ bố nó đi cho ta. Nóc cổ luôn. Mày này. À, dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, nó bảo là nó chết rồi và bây giờ nó đồng ý nó mua lại cái quần cụt này ạ. À. Ê, thằng Phán đây. Cái quần cụt này ấy với giá 200 lạng vàng. Có tiền mua không? Dạ bẩm quan, nó bảo nó nghèo lắm, nó không có tiền mua. Vậy thì ngươi phải lấy Thị Tâm làm vợ, rõ chưa? Đồng ý không? Dạ bẩm quan, nó bảo nó đồng ý lấy Thị Tâm làm vợ ạ. Thị Tâm nghe đây. Dạ. Bây giờ ngươi cầm cái quần cọc và dẫn chồng về đi. Dạ, con đợi ơn quan lớn ạ. Nào, về nào, con đợi ơn quan lớn ạ. Ừ. Xin ạ, đi. Vụ tiếp theo. Vụ tiếp theo. Tên nông dân kia vào. Dạ bẩm quan, có xin kiện ạ. Dạ bẩm quan, lại có quà nữa. Bác trả lại. Dạ, lại tí nữa con trả lại sau ạ. Ngươi kiện cái gì? Dạ dạ bẩm quan, con xin kiện cái thửa ruộng của con ạ. Kiện thửa ruộng à? Dạ. Thửa ruộng của ngươi làm sao? Dạ bẩm quan, con không biết tại sao ruộng dưa chuột nhà con lại không ra hoa. Dưa chuột mà lại không ra hoa? Dạ dạ, thế mới lạ chứ ạ. Ruộng nhà bên có nhiều hoa lắm, nhưng mà ruộng nhà con lại không có ạ. Thế con mới kiện ạ. Nghe ta phán đây. Nhìn người ngươi còn thế kia ấy, thì dưa chuột không có hoa là phải rồi. Bây giờ về tâm bổ, rồi dưa chuột sẽ có hoa, rõ chưa? Dạ dạ dạ. Lui. Vụ tiếp theo. Tiếp theo. Dạ, bẩm quan có xin kiện à. Úi dồi, bẩm quan, hộp quà của bọn này nó to lắm ạ. Có gì trong này? Dạ, bẩm quan là con kiểm tra rồi. Dạ. Vẫn mang trả lại. Dạ, lại để tí nữa con trả sau ạ. À, hai người này thì tao biết rồi. Anh Tiền và anh Hậu đúng không? Dạ bẩm quan đúng ạ. Tên nào là Tiền, tên nào là Hậu nhỉ? Dạ bẩm quan, con là Tiền ạ. À, Tiền đây hả? Ê, tên Tiền kia. Dạ. Ngươi kiện cái gì? Bẩm quan ạ, con gà nhà con ạ, chạy về nhà thằng Hậu đây ạ. Khi ra chỉ còn mỗi lông nên con kiện ạ. À, gà vào nhà thằng Hậu mà ra còn mỗi lông thôi hả? À. Thế tên Hậu kia, ngươi kiện cái gì? Dạ con bẩm quan, nhà con chó chạy sang nhà thằng này chẳng hiểu sao về có mỗi cái đuôi ạ. Ờ, còn có cái đuôi thôi à? Còn có cái đuôi thôi à? Ta hiểu rồi. Nghe ta thử đây. Dạ. Tên Hậu. Dạ. Ngươi ăn thịt gà không ngon không? Dạ con bẩm quan, con gà mái tư ngon quá quan ạ. Nhưng mà con lại chưa cho lá chanh nên con gà nó chưa được dậy mùi lắm mà. Ôi giời, thằng này láo thế mà không mời quan. Thằng này láo quá. Láo quá quan. Mày ăn thịt gà ngon mày không mời quan. À, thiếu lá chanh cho nên không dậy mùi đúng không? Thằng này quá láo. Thế đi. Dạ. Ngươi ăn thịt chó thế thế nào? Dạ bẩm quan ạ, ngon lắm quan ạ. Nhưng hôm đó con cho hơi nhiều giềng nên hơi bị cay quan ạ. Ôi giời, mưa gió thế này mà có rượu thịt chó thì... Thôi, nghe ta thử đây. Tên Tiền và tên Hậu,
hai người quay mặt vào nhau và tát nhau một cái. Dạ. Dạ, con đợi quan à. Tát mạnh. Chuẩn bị. Một, hai, ba, bắt. Thế là hòa nhá. Xong vụ thứ ba. Lui. Con đợi quan à. Vụ tiếp theo. Dạ, bẩm quan à. Từ từ, đợi ta một lát. Ta vào uống cốc nước. Huỳnh Huỳnh khoát nước đẹp. Có nước đây rồi. Ui chà. Ta không ngờ làm quan mà phải nói nhiều thế. Dạ. Khát khô hết cả cổ. Vâng, khô hết cả cổ. Mời Huỳnh ạ. Dạ. Huỳnh xin. Ý dạ. Dạ, nặng quá. Ta cảm ơn các đệ. Dạ. Này. Dạ. Đệ bê cái gì thế? Dạ, quà nặng quá huynh ơi. Quà đấy huynh dạ. À. Quà gì? Quà ra quà lúc nãy dân người ta đút lót huynh để xin kiện đấy ạ. Dạ, nặng đúng quá. Ai nặng ừ. Quá. Ta đã nói với các đệ rồi. Dạ. Ta là một vị quan có trái tim tốt cơ mà. Dạ, dạ. Vâng. Mang trả lại hết cho người ta. Trả. Đúng rồi. Dạ vâng, tí nữa huynh sẽ trả sau ạ. Bọn đệ nghĩ nhá. Quá. Huynh ý là người có tài này, có đức này. Quá chuẩn. Nên huynh có quên bạn bè đâu. Đúng. Quả đúng là như vậy. Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Mà dạ thưa huynh rằng nếu mà bọn đệ mà không nói ra những cái lời này, những cái lời này mà không nói ra được đối với huynh thì bọn đệ nó thấy nó anh ấy này trong lòng vô cùng mà. Phải nói với huynh một cái điều này ạ. Thôi được rồi, được rồi. Ta hiểu rồi. Dạ. Đã là chỗ huynh đệ. Vâng. Thì các đệ đừng có vòng vo tam quốc nữa. Dạ. Có chuyện gì muốn đề đạt ấy thì cứ nói đi. Bọn đệ nghĩ, bọn đệ tất cả mọi cái học hành rồi tất cả mọi cái chẳng đâu vào đâu đúng cả. Rồi. Cho nên là chỉ xin huynh một cái việc bé tí. Thế này thôi ạ. Có chuyện gì thì các đệ cứ nói đi. Dạ, huynh nhận hai đệ vào làm tại phủ huyện lệnh này ạ. Dạ đúng đấy. Chuyện này thì đệ nghĩ việc này dễ thôi mà. Đệ bảo dễ thế nào? Dạ, huynh làm quan thì huynh nhận hai đệ vào làm này, xong rồi huynh nhận bạn của em vợ huynh, cháu đằng con ông bác. Thôi thôi. Cổ quá các đệ cứ vòng vo tam quốc các chả hiểu làm sao cả. Mà ta chưa nghe cái chuyện vô lý như thế này bao giờ cả. Huynh chưa nghe. Thế nhưng mà quan tổng ở huyện bên kia kìa, huynh có biết không? Quan tổng nhận tất họ hàng cô dì chú bác ông cả con bác ông tầm họ. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng họ làm được như thế, còn ta không thể làm được như thế. Các đệ quên rằng ta là một vị quan có trái tim tốt à? Hả? Thì đệ, đừng buồn nữa, sao lại khóc? Quan quên tình xưa nghĩa cũ. Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Vì tình xưa nghĩa cũ, cho nên ta hứa ta sẽ tặng hai đệ, mỗi đệ một bộ sai nha, để về địa phương diện, được chưa? Huynh nói thế gì? Thôi được rồi, bọn đệ sẽ có cách. Cách gì? Các đệ định dọa ta à? Ai dọa huynh à? Thằng nào dọa huynh? Thằng nào dọa huynh à? Thằng nào dọa đấy? Thằng nào dọa huynh? Ai dọa huynh à? Làm quan đi rồi sẽ biết. Nha. Làm quan đi rồi sẽ biết. Ta hiểu rồi. Các đệ quên rằng ta là một vị quan có trái tim tốt à? Các đệ về đi. Về luôn đi. Đuổi hả? Lật mặt thế chứ nhỉ? Huynh nhớ nhá. Về thì về. À. Hai vợ chồng có chuyện gì? Nói đi. Bẩm quan, con rất khổ à. Cả đời con là một chuỗi đau khổ. Một chuỗi đau khổ à? Đau khổ như thế nào thì ngươi phải nói rõ ra ta mới xử được chứ. Cả đời con chưa có một giấc ngủ ngon. Sao thế? Tại hắn đấy ạ. Tại chồng ngươi à? Chồng ngươi nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Đêm đêm như cối xay gió là chuyện bình thường. Bẩm quan, cối xay gió chưa là gì ạ?
con cảm thấy mình luôn ngủ với người âm. Nó gáy từ trẻ cho đến già. Như ngủ với người âm à? Dạ bẩm quan, con biết lỗi của con ạ. Nhưng vợ con mặt hơi to, đanh đá. Con vẫn yêu và muốn ngủ với vợ con ạ. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Yên tâm đi, ta sẽ chữa trị cho. Cầm đấy. Để làm gì ạ? Cứ đêm đêm thắt cổ hắn, treo lên xà nhà cho ta. Dạ, thắt cổ ai ạ? Chồng ngươi chứ còn ai nữa. Không ạ, đây là chồng yêu của con ạ. Không bao giờ vậy ạ. Đấy là nhà ngươi nói nhá. Đã là chồng yêu thì ngươi phải chấp nhận ngủ với gối say gió thôi. À thôi, về đi. Mãi chờ. Nào uống đi. Có đẹp không cha? Các nàng đẹp lắm, đẹp lắm. Các thị nữ Thanh Lâu mừng tân quan đấy. Nàng kia yên tâm đi, rồi sau này ta sẽ có thưởng cho các nàng. Qua đã. Không thể làm như thế này được đâu. Sao thế? Thiếp tưởng là mừng tân quan thì phải làm như thế mà. Kìa nàng, ta đã nói rồi, không thể làm như thế này nữa được đâu. Vì ta đã là quan, cho nên ta đến đây đã là sai rồi. Biết sai thì đừng có đến. Mà đã đến thì không được về nữa. Ai cả? Chàng đã quên lời hứa với bọn thiếp rồi à? Kìa nàng, ta đã hứa gì nhỉ? Chàng hứa là khi nào được làm quan, chàng sẽ mua cả Thanh Lâu này về, rồi cưới bọn thiếp làm vợ còn gì. Thôi chết, ta hứa thế à? Đúng rồi, dạ. Dạ, dạ bẩm quan, có các đệ làm chứng à. Có. Còn bây giờ, chàng thanh toán cho thiếp đi. Nàng bắt ta thanh toán ngay hả? Yên tâm đi, bây giờ thì ta không có. Thế nhưng các bạn rượu của ta có. Bạn rượu đâu? Bạn rượu đây. Thanh toán. Không có. Hả? Các đệ không giúp ta. Không biên chế vào huyền đường thì không có. Làm quan thanh liêm khổ lắm. Ta không ngờ có lúc làm quan thanh liêm lại khổ như thế này. Thank you.
đêm đã khuya, sao chàng không đi nghỉ? Do ý muốn của chàng, vậy chàng đừng trách ai. Thôi, chàng đừng than vãn nữa. Nàng nói cũng phải. Thôi, nàng ngồi uống với ta một chén. Ta được như ngày hôm nay, tất cả là do nàng. Mời nàng. Thiếp xin có lời mừng chàng. Huynh ơi, Huynh ơi, Huynh đây rồi. Các ông là ai? Dạ, chúng đệ xin có lời chào phu nhân của quan huynh. Thiếp xin có lời chào hai vị. Ôi trời ơi. Này, phu nhân của ta làm sao mà các đệ lại sợ thế? Dạ, không sao à. Thiếp xin lui vào trong ạ. Các đệ, ngồi đi. Huynh! Các đệ đã bỏ ta, hôm nay có đến thăm ta làm gì? Đệ rất nhớ huynh. Vâng ạ, à, nhớ huynh. Các đệ nhớ ta hay là nhớ cái ghế của ta? Dạ, vì cả hai à. Dạ. Ta đã nói với các đệ bao nhiêu lần rồi, hai đệ không thể làm ở phủ huyện này được. Các đệ về đi. Ô kiều huynh. Huynh ơi. Huynh. 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 Chó chết thật đấy. Chó chết thật đấy. Ờ. Ngày xưa chưa mặc cái áo đấy. Ờ. Đúng không? Ờ. Không bao giờ vinh mặt. Chửi mình sàm sỡ. Ờ. Chửi mình sơi sơi. Vì sao? Hả? Vì sao? Vì cái này này. Cái này á? Đúng không? Ở cả cái huyện này. Ờ. Có ai có cái này không? Không. Mỗi mình nó có. Đúng. Đúng không? Ừ. Cái thẻ này. Ừ. Rơi vào nhà nào mất trộm ấy. Ừ. Thì chính nó là kẻ ăn trộm. Đúng quá, chính nó là kẻ ăn trộm. Mà cái thẻ này rơi vào người nào chết ở dọc đường ấy. Ừ. Chính nó là kẻ giết người. Đúng quá, chính nó là kẻ giết người. Cái này. À, mà ai chết giết ai hả? Ai chết? Ai chết? Giết ai? Giết ai hả? Không biết. Không biết à? Nhưng mà sao? Rồi sẽ có người chết. Tất nhiên rồi, kiểu gì có người chết, nhưng mà ai chết? Ai chết? Giết ai? Hả? Ai chết? Giết ai? Hả? Chưa ai chết, nhưng... Chưa ai chết à? Nhưng rồi sẽ có người chết. Tất nhiên kiểu gì sẽ có người chết. Thế nhưng mà ai chết? Hả? Ừ. Chưa ai chết. Chưa ai chết à? Thế à? Thế nhưng mà nói tóm lại là như thế nào? Huynh không hiểu. Không hiểu à? Ừ. Ta cũng không hiểu. Không hiểu à? Thế... Nhưng rồi sẽ hiểu. Ờ. Thế... Hai thằng này đang tính hại bạn đây, hại bạn đây. Vậy mà uống rượu với nhau, cắt máu ăn thề hơn chục năm nay. Vậy mà có dã tâm hại bạn. Chao ôi, đúng là chốn nhân gian nhiễu dương phức tạp lạ kỳ. Hại bạn, hại bạn có nên chăng?